Xin chào các bạn nhé. Đây là lâu đài em mới cắt. Đây có chiều dày của nó là 5 phân. Đây này, em thích để cổ điển hay các bác thích như thế. Đây nếu mà em lấy làm 7 phân thì em sẽ cắt như này đi. Dài của nó là khoảng 22 nhé. Tầm 20 đến 22. Đây này. 1 2 3 4 đây. Con này của nó là loại hơi xanh cơ, xanh ngọc quá. Máy của em đậu phân chạy kém quá thì thấy được. Chất đá nó hơi xanh xanh ở đấy. Để nó viên như này mới đảm nhất này.